Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo. Chết ăn không được. Vào khoảng tháng 4 năm Canh Thìn 1940, một buổi chiều nọ, ông Lê Phát Khuynh đi xuống tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau khi giải bài tường tận cho đồ chúng nghe về giáo lý nhà Phật, khi bàn đến việc quẩy đôm cúng tế, Đức Huỳnh giáo chủ hướng về phía ông Khuynh, ngài bảo: Này ông hương trưởng, lúc mạnh, mỗi buổi ông ăn cơm được mấy chén? Ông Khuynh vội vàng đáp: Bạch thầy, khi mạnh giỏi, tôi ăn được 5-7 chén. Đức thầy lại hỏi: Còn lúc đau, ông ăn được mấy chén? Dạ bạch thầy, lúc đau tôi ăn chừng 1-2 chén là quá rồi. Đức thầy lại hỏi dồn: Lúc chết, ông ăn được mấy chén? Với câu hỏi đột ngột, ông Khuynh lặng thinh không biết nói sao, vì chẳng biết Đức thầy muốn dạy gì. Tôi hỏi thật đó. Ông Khuynh có vẻ lúng túng, gượng trả lời: Dạ bạch thầy, lúc chết ăn sao được mà ăn. Đức thầy liền nhỏ nhẹ: Đúng thế ông ạ, khi chết con người không bao giờ ăn được. Sở dĩ con cháu cúng dỗ là để tưởng nhớ đến công ơn bậc sanh thành dưỡng dục, và để nhớ ngài chia cách đời đời. Nhưng nếu sát sanh gà vịt nhiều thì linh hồn của người chết khó được siêu thoát. Ngài giảng luận một hồi lâu rồi vào trong. Lát sau ngài đi ra. Ngay lúc đó anh em đồng đạo đang bàn bạc nhưng chưa ngã ngủ được vấn đề. Thấy Đức thầy ra, một đồng đạo liền đứng lên bạch: Thưa thầy, chúng con đến ngày quẩy đôm muốn cúng thì phải làm sao, mong thầy chỉ dạy. Đức thầy đáp: Cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Có vị đồng đạo lẹ miệng: Không cúng được không thầy? Không cúng xa địa ngục. Lời ngài nói như có vẻ quả quyết. Sau đó ngài xướng đọc bài thi báo hiếu đạo nhà cho tất cả mọi người nghe và khuyên nên cúng chay. Quẩy đôm cúng tế lễ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mỹ bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lã lùng than. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đúng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Thượng. Phần nhận xét: phần đông người ta quan niệm sự cúng kiến là để cho ông bà ăn như khi còn sống, chứ không ngờ ai cũng là thân tứ đại, khi chết phải trả về cho tứ đại thì làm sao mà ăn cho được. Còn linh hồn thì theo con đường tội phước. Hơn nữa, thần thức không có hình tướng thì đâu ăn uống như người sống được. Thế mà người ta lại cứ lo sát sanh, hại vật, cúng kiến, làm cho vong linh phải chịu lấy quả báo khổ đau mà không sao nói được. Thế nên ngài bảo: cúng ít tội ít, vì cúng ít là sát sanh ít, cúng nhiều tội nhiều, tội nhiều là vì sát sanh nhiều. Còn không cúng thì con người không nhớ nguồn cội, nên tội lại càng nặng hơn. Để phá tan sự ngộ nhận của người đời, ngài mới đưa ra 8 câu thi hầu vạch rõ lối đi cho mọi người được thức tỉnh mà làm tròn chữ hiếu. Nghĩa là muốn báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên thì nên cúng chay, vừa tránh được sát nghiệp, vừa báo hiếu vẹn toàn. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài kể rằng: xưa có ông trưởng giả, ông này bình sanh thường làm việc thiện, rất tin luật nhân quả. Khi lâm trọng bệnh, ông gọi các con lại dặn: khi cha chết, các con nhớ phải cúng chay, từ đám tần, từ quải đơm, nhất định không được cúng mặn cho cha nhé. Khi ông từ trần, con cháu y lời cúng chay. Đến thất thứ bảy, chúng mới bàn tán: cha mình khi sống không ăn chay trường, nay chết mình cứ cúng chay hoài, làm sao cho cha ăn ngon miệng. Hơn nữa, mình mời bạn bè đến mà cúng chay hoài, người ta nói mình hà tiện. Cúng cha không dám làm thịt gà, thịt heo, thôi thì còn một từng cuối để mình làm heo cúng cha.
trước cúng, sau mời bà con đến để đãi đằng. Thế là họ làm heo, làm gà dịch, cúng tuần chung thất cho ông rất linh đình. Còn đang ăn uống, bỗng có đứa bé độ 10 tuổi dẫn con trâu đến ngay trước cửa. Tự nhiên con trâu ấy ngã ra chết tốt. Đứa bé liền lấy nắm cỏ đút vô miệng bảo: "Ăn đi trâu, ăn đi trâu." Thấy hành động kỳ lạ, những người trong nhà liền nói: "Thằng nhỏ này bộ điên rồi sao chứ? Con trâu đã chết rồi cứ đút cỏ, kêu ăn hoài, làm sao ăn được?" Đứa nhỏ nói: "Trâu tôi mới chết còn nóng hổi, tôi cho nó ăn cỏ, các ông nói tôi điên. Còn cha các người đã chết 49 ngày rồi mà các người còn đòi cúng cho ông trưởng giả ăn như vậy, các người mới là điên hơn tôi chứ." Con ông trưởng giả hỏi: "Ê, mày ở đâu? Con của ai mà dám nói tụi tao điên vậy?" Đứa nhỏ đáp: "Ta là trưởng giả, cha của các ngươi đây. Bởi các ngươi không nghe lời dạy của ta mà sát sanh cúng kiến, khiến ta phải chịu tội khổ, nên ta hiện đến để cho các ngươi biết, các ngươi là con bất hiếu, chứ không phải là báo hiếu ta đâu." Nói xong, con trâu và đứa bé biến mất. Bấy giờ các con ông trưởng giả đều sám hối phát tâm tu hành. Mẫu chuyện tiếp theo. Truyền phép linh. Một buổi chiều ngày đầu năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy sau khi thăm các danh lam thắng cảnh trên ngọn núi Tà Lơn hùng vĩ, Ngài trở về xã Thới Sơn thuộc quận Tịnh Biên. Đêm ấy Ngài tạm trú tại nhà bà Nhạc Mẫu, ông Hương giáo tập, một bà lão rất hâm mộ đạo pháp. Nghe tin Đức Thầy về đây, tất cả tín đồ quanh nhà bàn lũ lượt đến nghe Đức Thầy thuyết pháp. Có một người đứng lên cung kính bạch với Ngài rằng: "Bạch Thầy, mấy ông đạo trên núi thường luyện pháp để sao phò vua giúp nước, còn Đức Thầy sao không dạy đệ tử luyện pháp như bên tiên đạo?" Đức Thầy đáp: "Đạo Phật chỉ dạy con người tu tâm sửa tánh cho được trọn lành, trọn sáng. Còn pháp thuật là tà giáo. Nếu còn ham luyện phép, tức còn nuôi óc cạnh tranh và cầu danh lợi, phép linh cũng như con cá linh. Nước vừa giật, loài cá linh này đua nhau lên trước, nên phải chịu chết trước." Thuộc theo lời ông Ngô Thành Bá. Phần nhận xét: nhiều người đứng ngoài ngưỡng cửa của đạo Phật không nhận xét rõ cái mục đích chính của đạo Phật ra sao, nên họ chỉ nhìn qua loa rồi dội kết luận rằng đạo Phật là một đạo chỉ dành cho người ta gian sinh cầu khẩn hoặc làm nhiều sự linh ứng có tính cách thần kỳ. Chính ông đồng đạo kể trên cũng ham linh như bao nhiêu người khác, nên mới đem chuyện phép linh hỏi với Đức Thầy. Đức giáo chủ tất nhiên là đã dư hiểu tâm niệm của tín đồ mình và tâm lý chung của quần chúng, nên Ngài lột bỏ óc cạnh tranh và mê tín của con người để gọi họ trở về với chân lý. Thật vậy, chỉ có chân lý là bất diệt và có đủ diệu năng đưa con người vượt khỏi dòng tiếp nối sanh tử. Đó là sự trao tâm, sửa tánh cho đến nơi trọn sáng, trọn lành là điều căn bản mà Ngài đã từng dạy. Trao tâm, luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Quyển 5 khuyến thiện. Còn việc bùa phép thì kẻ tà mị làm cũng được, nên Thầy ví nó như cá linh. Họ có thể hô phong, quán võ, sái đậu thành binh mà biến hóa Phật thánh, vân vân. Xưa tổ U Ba Cúc La đã vào ngôi vị tổ mà khi Ma Dương biến ra Phật còn phải lễ bái, dù rằng tổ đã bảo ma hiện ra cho Ngài xem. Thế mà khi chúng hiện, Ngài còn ngỡ là Phật đến. Nhưng sở dĩ chúng thua Phật là bởi chúng không có chân lý vững chắc, cũng không có từ bi hỷ xả, cũng như chưa đạt lậu tận thông, nên khi chúng ta hôm nay ở vào buổi cùng cơ tận pháp, nghiệp nặng, tình dày, chướng sâu, huệ cạn,
thế mà còn ham linh, ham nghiệm, sao tránh khỏi sợ e mang nghèo? Chẳng những nghèo vàng bạc mà đạo đức cũng nghèo, chẳng khác nào người bị bệnh quá nặng mà không lo uống thuốc theo lời chỉ dạy của lương y, lại đi tìm tòi coi thuốc đó từ đâu có, của ai làm ra, mùi vị ngon dở thế nào, vân vân, thì tránh sao khỏi chết. Bởi người ham linh có nhiều điểm tai hại chẳng nhỏ, như còn cạnh tranh, mà cạnh tranh là đầu mối của danh, mà danh là một trong ba thứ trở ngại lớn của người tu giải thoát. Khó tránh khỏi nẻo tà, bởi bọn tà sư ngoại đạo thường dựa vào sự linh ứng mà khuyến dụ ta, hoặc bỏ chánh đạo mà theo chúng, hoặc đem tiền bạc của cải mà cúng dâng cho họ. Hơn nữa, khi thầy tổ vắng bóng, chúng sẽ làm một vài trò ảo thực kỳ bí, rồi đón chuyện nọ chuyện kia và tự xưng là đức thầy trở lại, hoặc là đệ tử của đức thầy đã được ngài sai về cứu dân độ thế, vân vân. Đã biết rõ chuyện đó nên ngài đã từng khuyên dạy trước lúc ra đi: Phật trời đâu dụng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa. Vậy ai là người muốn vượt bể trầm luân để trở về chân hạnh phúc, phải nên nắm chặt giáo lý của tổ thầy, lo trao tâm luyện tánh, không nên ham linh ứng bên ngoài, mà phải nắm chặt yếu tố căn bản. Điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, thì nhất định sẽ kết quả dễ dàng.